Xin chào các bạn, hôm nay kênh Xanh Bát và Ẩm Thực sẽ giới thiệu với các bạn món giấm mẻ cá chép. Để làm được món giấm mẻ cá chép, chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau. Cá chép, cà chua, mẻ, rau thì là mùi tàu, hành hoa, rau ngổ, giá, ớt, mì chính, muối bột canh. Bây giờ chúng ta sẽ đi chiên cá. Tiến hành chiên cá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sốt cà chua. Cà chua là để tạo màu và tạo hương vị cho món giấm có màu đẹp và có vị ngon hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cho nước lên nấu. Mình sẽ bỏ một muỗng muối bột canh. Đậy nắp lại cho nước sôi. Khi nước sôi, chúng ta sẽ tiến hành bỏ cà chua và cá vào nước. Và tiếp tục cho mẻ vào. Khi bỏ cá, cà chua và mẻ vào, chúng ta sẽ đậy nắp lại và đun sôi để cho nước tạo thành vị ngon ngọt. Sau khi đun sôi khoảng 10 phút, chúng ta sẽ tiến hành bỏ giá vào. Ớt, mì chính, một muỗng. Khi nước đã sôi lại, chúng ta sẽ tiến hành bỏ rau thơm vào. Như vậy là món giấm mẻ cá chép đã được nấu xong. Bây giờ chúng ta sẽ múc ra bát để cùng gia đình thưởng thức.